Em tên là Nguyễn Trăng Cơ. Wow, cái tên rất là lạ. Em hiện đang làm gì? Dạ, em giờ đang làm thợ Photoshop ở quê em ạ. Quê em ở đâu? Ở Bình Phước ạ. Bình Phước. Em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 22 tuổi ạ. Sao em run quá vậy? Bình tĩnh em. Trời ơi, chị đâu có làm gì em đâu. Chưa có làm gì hết trơn á mà. Để xem bên đây chàng trai chúng ta tên gì và bao nhiêu tuổi. Xin mời. Sao mà khép nép như vậy? Chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên Dương Quốc Bảo. Quốc Bảo, nhiêu tuổi? Dạ 22. 22. Sit down please. Quốc Bảo 22 tuổi, hình như cũng đang rất là khép nép. Bạn đang hồi hộp hay gì? Dạ cũng hơi hồi hộp. Bạn đang hồi hộp về việc gì? Hơi hộp về bạn mình sẽ được gặp. Bạn đang làm nghề gì? Dạ công nghệ thông tin. Quê ở đâu? Dạ em ở Bình Dương. Bình Dương, cùng chung chữ Bình. Bình Phước, Bình Dương ngày xưa là một tỉnh. Bây giờ chia làm hai, hy vọng rằng tỉnh thì chia, nhưng người sẽ là một. Trang Cơ nè, chị thấy là em có vẻ hơi mất bình tĩnh một tí. Bây giờ em tập trung nha. Sở thích của em hàng ngày là gì? Ngoài việc làm Photoshop, em phải đi theo các chị đi làm show đám cưới, rồi mặc đồ cho cô dâu. Chị nghĩ chắc em là một người nội trợ cũng đảm đang lắm ha. Em biết nấu ăn không? Dạ cũng tạm tạm ạ. Mối tình đầu của em bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi nè? Dạ chưa có mối tình đầu luôn, bởi vì em thích người ta chứ người ta không có thích em ạ. Hy vọng rằng hôm nay bên đây sẽ thích bên kia. Chị nói cho em nghe, đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là một cái cơ hội để em gặp gỡ và tìm hiểu đối phương. Nếu em thấy được là em phải làm liền chứ đừng có để nó lỡ nữa nha. Dạ. Còn bạn là thích hòa đồng xã hội. Dạ. Bạn có một cái gọi là một cái năng khiếu gì mà bạn công tác xã hội? Ca hát nhảy múa gì không? Có không? Dạ có nhảy. Có nhảy luôn. Chút nhảy xíu nữa nhảy cho em coi thử nha. Rồi chút nhảy coi thử luôn. Ngoài những công việc hàng ngày mà em làm thì những thời gian rảnh rỗi hay em hay làm gì? Em có tham gia những hoạt động xã hội nào không? Dạ em thích chỗ đông người cho nên là em tham gia cũng nhiều. Cụ thể là em có đi cắm trại nè, rồi đi hành trình vượt thác nè, nói chung là cũng nhiều. Nhưng em đi nhiều như vậy mà chẳng lẽ không có một cái cơ hội nào để em tiếp cận được một chàng trai nào để mình nắm được tay người ta hết trơn hả? Cái tính cách của em á là giống như muốn chỉ đạo người ta cho nên nhiều khi người ta không có thích ạ. Bạn có thích ra lệnh không? Dạ cũng dạ thích. Bạn thích luôn vậy. Hai người gặp nhau, hai người ra lệnh ai nghe? Anh là quyền lên nghe. Tính cách bạn thế nào? Hình như thấy bạn tham gia công tác xã hội rất nhiều nhưng hơi rụt rè đúng không? Dạ. Dạ, cũng có chút gục gè. Có chút gục gè nữa. Gục rè. Gục gè. Rụt rè. Ủa bạn, người ở Bình Dương hả? Mà sao nói giọng nghe giống miền Tây quá vậy? Ba em là người quê ở Bình Dương, mẹ em là người Thanh Hóa. À, còn... Không có Thanh Hóa vậy, gục gè hết trơn. À, hàng chứ nó gục gè dữ. Cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Dạ cao to. Cao to. Vạm vỡ. Vạm vỡ. Ngon lành. Có không? Rồi gì nữa em? Dạ sáu múi. Sáu múi là sao em? Cái này sáu múi luôn. Còn gì nữa nè? Dạ đẹp trai. Kiểu đàn ông với lại em cái này không phải là do em biến thái đâu. Nhưng mà chị đâu có nói em biến thái gì đâu mà em tự xưng em biến thái vậy trời. Không phải. Em thấy những người mà cái cầm của bạn nó giống như cầm độn á. Cầm độn? Cầm độn là sao? Nó gọi nó cong độn là giống như bạn nó bị mó thì cầm bạn nó như cái gì nữa em, gì nữa? Dạ thích rất. Dạ men lì, phải có râu quay nón nè. Râu quay nón? Vậy là giống anh Quyền Linh rồi. Anh lên. Hả? Anh tháo đỡ cái râu quay nón anh cho bạn kia mượn đi. Cũng có, quay bát. Quay bát có rồi. Bạn nghĩ bạn có đáp ứng cái nhu cầu đó không? Bạn được mấy chục phần trăm? 60%. 60%. Có quá không? Có quá không? Cũng to cao đẹp trai đó. Không? Cũng 60-70. Thôi bây giờ mẫu người bên kia sao nè? Để bên đây người ta tự nhận xét coi nè. Cao 1m65. 65. Rồi. Cao, bên đây cao á nha. Đừng giỡn, bên đây cao lắm á. Đẹp, cân đối, yêu thích động vật. Người bạn gái của mình phải yêu thích động vật. Ủa, người ta yêu thích động vật nhiều hơn yêu bạn hay sao?
Thì thường mình phải biết để người ta biết san sẻ tình yêu đó đến với mình và động vật. Cái gì thế trời? Về cái sở thích mà động vật đó chị, là cái này giống như là cái bệnh của em luôn rồi đó. Tức là đi ra ngoài mà em thấy con chó này đúng vậy. Em không cần để ý tới người bên, em chỉ cần nhìn thôi. Nói chung là thấy chó là em, chừng nào mà em ra đường mà em thấy trai mà em à, là không tốt đó là ok. Chị Tường rồi đó, đường mà chị Tường thấy trai chị Tường đó là nó theo liền luôn á. Tôi tò mò bên kia quá, quá tò mò luôn. Bây giờ anh, em có tò mò mà muốn nhìn bên kia không? Sao cái tự nhiên anh cũng tò mò ghê luôn á. Nhưng trước khi qua bên đó anh coi mặt bên đó em còn cái tiêu chuẩn em nói luôn để anh coi. Dạ thì em thích con gái không mang giày cao gót. Thích con gái không mang giày cao gót, mang giày bata hoặc là giày búp bê. Trời ơi, thích gái mang giày búp bê và bata, nghe chưa? Ê búp bê à, búp bê, có búp bê rồi nha. À dạ. Búp bê à. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi ạ. Thôi để tôi nhìn mặt cái bên kia cái coi. Chào anh. Anh tò mò muốn biết là em cầm độn đấy, em diễn tả sao thích con trai cầm độn là sao? Rồi thấy chó là sao? Những con vật dễ thương á, là em nhìn nó xong rồi em muốn vẫy nó lại để em đựng nó. À, tức là cũng yêu thích động vật đúng không? Em cực kỳ yêu thích đến nữa, người ta phải nói luôn á. Vậy được rồi, hợp rồi. Cặp này hợp à? Tôi thấy cặp này hơi hợp đó. Để tôi coi. Hợp. Em đứng đi. Chào em. Chào chị. Em thích mang giày búp bê. Dạ. Mà em có thích thân hình búp bê không? Nhưng mà bạn của chị là búp bê, thân hình hơi búp bê. Chắc cũng được á chị. Mới nói không rồi bây giờ chắc cũng được. Ham vừa vừa thôi ông. Phải ế quá rồi gặp đâu cũng gần gần vậy. Vừa phải thôi. Thôi được rồi, tôi ráng tôi nói vô coi. Nói vô thì cặp này hợp đó. Thì để tôi nói vô. Nhà không nhờ Cát Tường là em đi châu Phi lấy vợ đó cho không. Bình tĩnh nha em. Chưa bạn. Nói chuyện đi, trời à. Ơi đó, nhắc má dạ, liền. Dạ. Em, coi như là mình thấy dễ thương là mình kêu lại liền em. Nói đi, có 2 phút đi. Bà, cứ nhắc ba nhau hoài. 2 phút. Mình cũng rất vui. Nếu mình quen nhau được thì bạn cũng rất là xinh đẹp. Hết thời gian. Gì mà tao mới có khen. Không có nói nữa, tôi thấy hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thời gian để nhấn chuông là hẹn hò cho nè, nhưng mà thôi. Em nhắc lại cho kỹ nha. Chỉ có 3 giây để bạn suy nghĩ thôi nha. Trong vòng 1, 2, 3 bạn không nhấn nút có nghĩa là cơ hội hết. Nếu bạn đồng ý họ hẹn hò thì bạn phải nhấn nút liền trong vòng 3 nút nha. Bây giờ bạn đặt tay bạn ra phía sau. Đây, có cái nút. Kỹ chưa? Rồi. Bấm vào nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò. Không bấm vào nút có nghĩa là không. Một, hai, ba. Thật sự là trời ơi em nổi da gà luôn anh Linh. Giống anh em quá. Cảm thấy nè, em nổi da gà quá. Chị rất là vui. Hai bạn ôm nhau cả. À, ôm nhau đi. Ôm cho mày. Tôi xin hỏi đầu tiên bạn gái, lý do tại sao bạn lại nhấn nút hẹn hò với bạn này? Dạ rất gần với tiêu chuẩn của em. Đúng tiêu chuẩn của em. Gần với tiêu chuẩn gần. Còn bạn trai tại sao bạn lại đúng tiêu chuẩn của em luôn. Trời ơi, người tình trong mộng mà bây giờ lạc đi đâu bây giờ mới tìm thấy đó.
Tôi xin hỏi bạn, bạn nhìn thấy một cái điều gì mà có thể là mà bạn đồng ý hẹn hò trong nháy mắt khi bạn nhìn thấy bạn gái? Cái gì đập vào mắt bạn? Em nghĩ là chắc là ngoại hình. Ngoại hình? Còn bạn nữ, cái điều gì mà đập vào mắt bạn giống như tiếng sét vậy đó, ngay khi đầu tiên bạn nhìn thấy bạn trai? Dạ em cảm giác anh đó rất là hiền lành. À, hiền lành. Bây giờ bạn gái này là chưa bao giờ hôn, chưa bao giờ được nắm tay, chưa bao giờ hôn. Bây giờ bạn nam có thể làm điều đó với bạn nữ được không? Ngay cái ngày trọng đại hôm nay, các bạn đồng ý không? Bỏ tay. Chị chúc mừng em. Hay quá, chúc mừng hai bạn. Thật là hay, thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng ta vừa trải qua giây phút phải nói là rất là cảm động. Chưa bao giờ mà em cảm thấy trong người em vui như ngày hôm nay. Em làm được cái điều hết sức phi thường. Chị rất là vui.